Everyone Like Anh Cứ Đi Đi bằng tiếng Hàn Quốc, Tiến Đạt hết lời khen. Mặc dù đã đường ai nấy đi, nhưng Tiến Đạt vẫn luôn ở bên động viên và ủng hộ bạn gái hết mình. Mặc dù đã ra mắt được một thời gian, nhưng ca khúc Anh Cứ Đi Đi dường như vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt, đặc biệt sau khi Harry Won tung MV chính thức đậm màu lãng mạn. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ cũng nảy ra ý định viết lời Hàn Quốc cho bài hát này để tạo hiệu ứng đặc biệt hơn cho người nghe. Bởi vậy, cách đây không lâu, Harry Won đã chia sẻ một đoạn clip mình và nhạc sĩ Vương Anh Tú song ca Anh Cứ Đi Đi bằng hai thứ tiếng Việt Hàn. Clip được thu trực tiếp chất giọng của cả hai, đầy chân thực và cảm xúc. Điều bất ngờ hơn cả, đó chính là Tiến Đạt lại tiếp tục chia sẻ clip này trên trang cá nhân của mình, hết lời khen. Ai mà thu like hay quá ta, ai vậy. Để bày tỏ sự thích thú của mình, cũng như kêu gọi ủng hộ Harry Won, cách đây ít ngày, khi bạn gái cũ ra mắt MV, anh cũng gửi lời chúc may mắn đến cô và cẩn trọng nhắc những ai thiếu tính lịch sự trong việc bình luận. Điều này có thể thấy rằng, mặc dù đã chia tay, nhưng Tiến Đạt vẫn dành rất nhiều tình cảm, sự nâng niu và trân trọng cho Harry Won. Những hành động đẹp mà anh làm khiến cho bất kỳ ai cũng phải tâm phục khẩu phục sự tinh tế và đàn ông của Tiến Đạt. Bắt nhịp đổ nóng của ca khúc Anh Cứ Đi Đi, Harry Won đã thu lại bản cô song ca tiếng Hàn cùng nhạc sĩ Vương Anh Tú. Harry Won rất nhập tâm và dùng nhiều tình cảm khi hát live không chỉnh sửa giọng. Một lần nữa, Tiến Đạt lại chia sẻ clip này ủng hộ và dành nhiều lời khen cho bạn gái cũ. Trước đó, anh cũng đã dành lời chúc may mắn cho MV Anh Cứ Đi Đi mới ra mắt của Harry Won và không muốn bất kỳ ai dành lời lẽ ác ý tới cô. Xin cảm ơn tất cả các quý vị và các bạn đã đồng hành cùng tin tức Sao Việt trong thời gian qua. Chúng tôi mong rằng các quý vị và các bạn hãy tiếp tục ủng hộ cho tin tức Sao Việt để chúng tôi có thêm nhiều động lực cho ra mắt thật nhiều sản phẩm hay hơn để phục vụ cho quý vị và các bạn nhé. Một lần nữa, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.